Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui cùng đồng hành với cô chú anh chị và các bạn qua màn ảnh nhỏ. Hiện tại em đang đứng ở con đường Trịnh Hoài Đức thuộc qua phường 11 của thành phố Đà Lạt. Ở đây cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng khoảng 6 km. Hồi xưa ở nguyên khu vực này em nhớ là vẫn còn hoang vu, không có nhiều nhà cửa cao tầng như bây giờ quý vị. Thay vào đó là những khu vườn của bà con nông dân, những lô đất cỏ lau mọc kín quá đầu người. Cho đến ngày nay, một diện mạo mới, dân số mỗi ngày thì mỗi tăng, cũng như là ngày càng nhiều. Nhiều người từ các nơi tử xứ vào mua đất, xây biệt thự, mở ra các khu lưu trú du lịch, khách sạn, cho thuê. Ở đây đa số là những bà con cô bác ở ngoài Hà Nội, rồi Sài Gòn, một số thành phố lớn vào đây đến mua đất và xây ra những khu vực biệt thự, khách sạn. Đà Lạt hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2023, hiện tại bây giờ vào lúc 14 giờ. Nhiệt độ bây giờ ở Đà Lạt vào 22 độ C cũng mát mẻ so với những nơi khác vào mùa hè, như vậy là cũng vô cùng là lý tưởng rồi. Ở đằng xa xa đó là mây đen đang dần kéo đến, bao phủ cả một góc trời, làm cho con đường cũng trở nên ảm đạm và buồn. Chuẩn bị lại có một trận mưa to rồi quý vị. Ở Đà Lạt tháng 6 là vào mùa mưa, kéo dài cho đến hết tháng 11, tháng 12. Thời tiết đặc trưng ở Đà Lạt đó là mùa mưa. Vào tháng 6 á, mưa thì tần suất đều, gần như là chiều nào cũng có mưa. Đến với Đà Lạt du lịch mùa này, chúng ta nên chuẩn bị áo mưa rồi ô dù. Hoặc là đi chơi thì tranh thủ đi vào buổi sáng, bởi vì buổi chiều thường hay có những trận mưa. Hôm nay em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi từ con đường Nam Hồ ở ngoại ô về với trung tâm thành phố Đà Lạt. Hôm nay cũng đi đổi gió một chút xíu, em sẽ đổi lịch trình từ ngoại ô về trung tâm. Ở Nam Hồ cũng có nhiều homestay nổi tiếng như là Lâm Phượng Cát, rồi Nhà Lá, những homestay thường thì ngày thường có giá dao động từ 600.000 đồng cho một đêm quý vị. Có nhiều homestay nho nhỏ vừa đủ cho một gia đình nho nhỏ thuê lưu trú. Tại đây cũng thoáng rộng và cũng như là có view cảnh vật yên bình thiên nhiên, cho nên là người ta cũng mở ra nhiều homestay được. Còn đây là khu vực Yuberry, một quán cà phê theo phong cách của Hàn Quốc. Bên trong là một thành phố Hàn Quốc thu nhỏ. Đa số các bạn trẻ thường đến đây rất thích, bởi vì có những bức tường, rồi những bức phong để mà chụp hình. Do là yên tĩnh cũng như là thời tiết mát mẻ quanh năm, cho nên là mình đi vào đây lúc nào cũng thú vị. Để chụp hình đẹp hơn thì vào tháng 11, tháng 12, khi đó hết mưa thì thời tiết sẽ đẹp hơn. Ở đây là khu vực Nam Hồ thuộc phường 11 của thành phố Đà Lạt, cũng có nhiều cô chú gốc Nghệ An, rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên di chuyển từ miền Trung vào để mà làm ăn, lập nghiệp. Tại đây có một căn biệt thự đang xây dở.
Ở đây đa số là nhà biệt lập với mật độ xây dựng khoảng 80%. Nếu mà ai có hầm thì được lợi hầm ở phía dưới, còn ở trên thì có một trệt, hai lầu và một áp. Còn đây là những căn homestay xây theo kiểu bungalow của bên Lâm Phường Cát quý vị. Mỗi căn như vậy chỉ có diện tích khoảng mười mấy mét vuông, đủ cho một gia đình nho nhỏ sinh hoạt. Trước đó thì ngày bình thường có giá dao động từ 500.000 cho đến 600.000 cho một đêm. Còn đối với ngày dịp lễ hoặc là những ngày hè thì giá cả tăng lên một chút. Cũng như là bên trong người ta làm những vật dụng từ nguồn nguyên liệu đó là gỗ, những tông màu ấm để cho căn phòng trở nên ấm áp hơn trong thời tiết se se lạnh ở Đà Lạt. Và bây giờ em sẽ đưa cô chú chị và các bạn chúng ta rời con đường Trịnh Hoài Đức để về với trung tâm của thành phố. Trước khi về trung tâm của thành phố, em sẽ đưa cô chú chị và các bạn đi ngang qua con đường Nguyễn Đình Chiểu, tức là con đường Cô Giang trước 75, ôn lại kỷ niệm mà nơi mà mình đã từng gắn bó và sinh sống. Vừa đi đến một đoạn này, đến con đường Trần Quý Cáp, tức là đường Nguyễn Khắc Nhu, thì trời đổ một cơn mưa bất chợt. Cơn mưa không to, nhưng mà cũng mau tạnh. Đôi lúc cũng khiến cho nhiều tiểu thương buôn bán ở đây cũng không kịp trở tay, dọn hàng vô, hoặc là người đi đường cũng không kịp trú mưa. Ở đây là một công trình nhà thờ độc đáo vị, đó là nhà thờ Tạo Tác, nằm ở trên con đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường 9 của thành phố Đà Lạt. Trước 75, đây là con đường Cô Giang. Mỗi khi mà thấy mưa lại buồn quý vị, nhất là những cơn mưa rào đến bất chợt rồi qua đi vào một buổi chiều quạnh vắng càng trở nên buồn hơn. Dạo này cũng hay có những trận mưa vào ban đêm, mưa vào tầm gần sáng, cũng như là ngủ rất ngon và trời lạnh quý vị. Buổi tối nhiệt độ chỉ có 14-15, có khi là 17 độ C. Ở những căn nhà xưa, những căn nhà cũ với mái tôn á, thì khi mà trời mưa thường ngủ rất ngon, bởi vì nghe tiếng tí tách những hạt mưa rơi rơi trên mái tôn. Nơi đó cũng có nhiều kỷ niệm xưa ùa về. Ở con đường Nguyễn Đình Chiểu, nó sẽ nối với con đường Xuyên Nguyệt Ánh, sau đó sẽ đi xuống bờ hồ Xuân Hương quý vị. Tại đây là một tiệm cơm gà Tam Kỳ, đây là món đặc sản ở ngoài Quảng Nam. Ngày nay cũng đã có mặt ở Đà Lạt rồi quý vị, một thương hiệu nổi tiếng với thịt gà ta, thơm, béo, săn chắc. Em thấy ở trên con đường Cô Giang cũng có nhiều căn biệt thự cũ, cũng khuất bóng dáng người xưa. Đi đâu mất rồi. Ngày nay không còn gì để mà lưu luyến ngoài những bức tường rào. Những căn biệt thự đặc biệt được xây vào những năm 1958 cho đến những năm 1967. Hiện nay thì chỉ còn một vài căn ở trên con đường Cô Giang thôi quý vị. Ngày nay là con đường Nguyễn Đình Chiểu. Bên tay phải của em, đây là ngôi chùa Trúc Lâm, ngôi chùa cổ kính và có mặt sớm đầu tiên trên con đường Cô Giang. Ngoài ra thì còn có tịnh xá Ngọc Kính, cũng được xây dựng vào năm 1980, nằm ở ngay gần với Hồ Xuân Hương, nơi mà phóng tầm mắt ra, chúng ta thấy Hồ Xuân Hương và đồi Cù, cũng vô cùng là thanh tịnh. Tại đây là một căn biệt thự cũ, và trước đó thì em cũng có chia sẻ đến cô chú chị và các bạn rồi. Ngày nay được sơn sửa mới và mở ra một quán ăn gia đình, đó là quán cơm ngày ba bữa, và có nhiều chi nhánh ở Đà Lạt rồi quý vị.
với những món ăn đơn giản, đạm bạc, những món ăn gia đình hàng ngày, ấm cúng mang phong cách nhẹ nhàng, thân quen như là ở nhà vậy đó. Đi đến đây thì trời nắng lại rồi quý vị, mưa theo từng đoạn, cũng như là được ví như là ẩm ương. Bây giờ thì em sẽ đi vào con đường Dẹt Xanh, đi ngang qua trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, rồi ra hồ Xuân Hương. Đây là những khối chung cư Dẹt Xanh. Chung cư ở đây phải tầm 2 tỷ đổ lên quý vị. Có nhiều loại chung cư như là chung cư đã hóa giá và chung cư chưa hóa giá. Bên tay phải của em, đây là trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, cũng yên tĩnh. Bên cạnh đó thì cũng có những dãy nhà ký túc xá sinh viên. Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt cũng vừa mới có thông tin quý vị, đó là lần đầu tuyển sinh lớp 10, đồng thời đào tạo nghề cho học sinh sau 3 năm học. Học sinh được nhận 2 văn bằng. Như trước đó cũng đã đưa tin, vào ngày 18 tháng 8 năm 2022, ở trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt chính thức thành lập trên cơ sở sáp nhập trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng và trường cao đẳng nghề Đà Lạt. Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt trước đó cũng đã thay tên nhiều rồi. Sau năm 1975 thì đó là Trung tâm Giáo dục Hùng Vương. Ngày xưa có 2 ngôi trường Pháp tại Đà Lạt và vô cùng là nổi tiếng. Và bắt đầu năm 1976 thì trở thành trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt.
Còn đây là nha địa dư vị cục bản đồ, ngày nay cũng thuộc bên quân đội quản lý. Hôm nay mặc dù thứ bảy cuối tuần á, nhưng mà đường phố cũng lưa thưa. Du khách có lẽ bây giờ tập trung ở ngoài quảng trường để mà vui chơi cũng như là các khu du lịch. Còn ở đây là ấp ánh sáng quý vị, hiện nay đã bị giải tỏa một bên rồi và trồng hoa hồng ri. Hiện nay hoa hồng ri cũng sắp sửa tàn rồi. Nếu như quý vị và các bạn đi du lịch ở Đà Lạt thì chúng ta nên tranh thủ. Một con đường lát đá, bên cạnh đó thì cũng có một món ăn đặc sản, đó là bún bò Huế. Bên cạnh đó thì cũng có một quán chè ngon ở đây quý vị, không biết quý vị và các bạn đã thưởng thức hay chưa. Chỉ có 7-8 ngàn một chén thôi, vừa túi tiền lại vừa bình dân, lại thơm ngon. Và bây giờ thì em xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức chè của em. Và cũng đến ngay vị trí này, em sẽ kết thúc video ở đây. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của em hôm nay. Còn bây giờ xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.